mấy chưa? Mười mấy chưa? Mười mấy chưa? Chào mừng các bạn đã trở lại với Vùng Không Đấy. Yeah, và hôm nay tụi mình đã làm một cái bàn lẩu Thái siêu to khổng lồ như thế này đây. Và ngày hôm nay bọn mình sẽ quyết chiến với nồi lẩu này. Không hẹn giờ nha. Không hẹn giờ. Không hẹn giờ. Đó, thật sự là nó rất là thơm. Và từ nãy bọn mình ủ hơi bung lên. Luôn. Đấy, và ở đây tụi mình đã mua rất là nhiều những thứ để mà ăn kèm với lại lẩu này. Đây là lẩu Thái hải sản, đây là tất nhiên là sẽ có rất là nhiều hải sản. Cá ba sa, tôm, tôm, mực, nghêu đã lột sẵn vỏ. thịt bò. Đây là chả, gà viên, gà viên, mực và mực viên. Có rất là nhiều rau, ở đây là có tần ô, mùng tơi, rau muống, nấm. Và ở đây là một cái chén nước mắm ớt này và một cái chén nước mắm pha bằng muối mì tôm với tắc. Rồi và bây giờ rất thì nồi cái nồi đang sôi rồi tụi mình sẽ bỏ một chút hải sản vào và mình nghĩ là mình sẽ bỏ cá trước. Không thể chờ được nữa mọi người ạ. Chờ nó sôi một chút nữa mình sẽ cho cá vào. Đã cho một cái chén. Ôi đói quá mọi người, siêu đói. Kỳ thơm luôn á. Lẩu Thái là một trong những cái loại lẩu mà cách ly vị giác nhiều nhất. Có nhiều bạn á thì mình thấy người ta còn bỏ cả nước cốt dừa vào đây nữa. Cho ngọt á hả? Cho nó thơm béo ấy. Giống như kiểu tâm nhâm ấy. Ủa chờ. A few moments later. Rồi bây giờ thì thả cá, thả tôm, thả mực vào. Đây là gà viên. À, người ta lấy cái mực của con mực để mà thêm vào cho nó tím. Không. Bây giờ thì mình sẽ đậy nắp lại, chờ sôi sau đó mình sẽ thả rau vào. Chờ đợi tiếp. Đói quá. Rau. Đó chị Quỳnh chị nói vậy. Hu cô đâu nhỉ? Kêu Hu cô làm bé Sa. Bỏ đi. Mày á, mày là bé Sa. Chi chào cô chú đi con. Mọi người, ai lỡ mà bỏ thêm rau vô nó. Đầy đủ dưỡng chất. Ngon lắm. Thật sự là hôm nay đã phải nhịn đói để ăn một cái nồi này. Ngon quá. Mà mọi người. Bỏ thêm. Ngon không? Ăn thử đi. Trời ơi, giết người không giao. Mấy lần cái video này có đăng giờ link không? Cho mấy lần trước các bạn nói quá. Nói quá xong rồi tụi mình cũng coi lại, tụi mình cũng thèm đó mọi người ạ. Ngon lắm. Em cũng ngon cục. Mình với Giang là hai đứa mà rất là thích ăn lẩu. Lẩu với lại mấy cái thả lẩu á. Thích lắm. Ăn rau à? Trời, một cái ngày mà thì còn mưa. À, ở Hà Nội đang lạnh mẹ ạ. Hà Nội đang lạnh đó. Đó, xong rồi các bạn làm một cái nồi này, toàn là đồ viên, thịt bò. Các bạn mình ngồi nhúng lẩu mà cả nhà cuối cùng với nhau, trời ơi, ấm cúng quá trời. Wow, nhìn này. Mà cái món này cũng khá là dễ làm ha.
Ừ dễ làm mà. Cho giao lúc nãy đủ cái bèo. Chuẩn bị mấy cái này thì lâu nè. Tại vì rửa lâu xong mà xếp rồi cái thứ lâu. Ý là nó nói là cái công việc của nó lâu đó. Ngon. Chị vẫn chưa có vớt được miếng mực nào. Lấy cái vá này nè, lấy cái môi này nè. À, một em mực. Wow. Để trong. Trên. À đâu, cái này đâu muốn. Trời ơi, ngon lắm ấy. Nhưng mà hơi cay nhờ. Cay hả? Ừ, hơi cay. Ừ, thái mà. Mẹ ơi. Thịt bò. Ờ hả? Quên. Đợi đợi đợi, cho chị vớt nấm đã. À, ăn nấm nè. Cái gì hả? Bị lưới lại. Ờ, hết nấm chết ác đi. Rồi, ok, thả đi. Nó này. Anh mà chảy cái nó mũi luôn á. Tại vì nó rất là chua cay. Nóng nữa. Nhưng mà cái kiểu chua cay này ăn rất là ngon miệng. Những các bạn nào mà đang không thèm đồ ăn á, mà ăn chua cay á là hợp lý nhất luôn á. Nhất là những các bạn mà mới ốm dậy á, thèm vị á. Mình tính nó khóc, nó khóc. Đáng ra là cái món này mọi người sẽ ăn với bún hoặc là ăn với mì. Nhưng mà tại vì mì thì nóng. Còn bún thì nó nhanh vữa. Thế là bọn mình đã quyết định là bọn mình sẽ ăn miếng. Đây là bún tươi. Đây là bún tươi nhưng mà nó kiểu như là bỏ vào nhé, mình có cần làm đôi lắm nào mẹ đôi không? Không mày ạ, thả luôn đi, tí nữa có gì mình vớt cho dễ. Đó. Ờ bắt bò ăn đi mày. Đây bò đó. Này trời ơi ngon quá. Cái công thức của chị Hạ, thì chị ý là thần thánh được. Cái muối thì tôm mới tắc tắc á. Ngon quá. Wow. Ở ngoài Bắc á, mình ăn mì nè, xong rồi mình lấy miếng muối đấy á, xong rồi bỏ một ít nước lẩu, bỏ một ít nước lẩu pha vào. Rất là ngon. Nó hơi ngon xỉu. Ngon lắm luôn á, nó bắt đầu khô cái nước lại rồi kìa. Ở cái nước nó bây giờ nó rất là béo mà dữ, lúc nãy mày không có thả một cái gì béo vào luôn á. Rất là béo. Bây giờ toàn những cái ngọt của tôm, cá, thịt thôi. Wow. Ngon quá muốn nè. Béo cực. Đúng không? Cái ba sao thả lẩu là siêu chất luôn á. Ngon hơn cá riêu hồng nữa. Còn đi bắt luôn. Mình vẫn ăn đồ viên này nhất. Ừ, không hiểu tại sao. Không đồ viên lắm. Tao lại không biết đồ viên lắm. Có thế à? Thế hợp quá. Một đứa ăn cá, một đứa ăn đồ viên. Nóng quá. Thôi, bỏ tôm á, tốt mà. Bỏ tôm rất là nhiều canxi. Mà bỏ này mềm lắm, không có cứng. Ngon lắm mọi người ạ. Mình đã học được cái tuyệt chiêu là ăn tôm không cần phải dùng tay. Ăn tôm bóc vỏ bằng miệng không cần phải dùng tay. Từ đấy rất là tiện. Nhưng mà cái tôm này cái vỏ nó hơi mềm. Cái vỏ tôm này nó mềm với là dính. Ừ. Không, mình biết được cái tuyệt chiêu là bóc vỏ tôm dùng nĩa với lại thìa. Chứ còn ăn đi rừng đi. Ăn luôn. Anh nó ăn hết cái con tôm này còn đâu. Các nước châu Á rất là thích ăn lẩu nhất. Nhật này, Hàn này, Việt Nam này, Thái này. Mỗi nước sẽ có một cái văn hóa lẩu. Giống như là lẩu Trung Quốc, lẩu Hàn Quốc, lẩu Thái. Ở Việt Nam thì có lẩu gì nhỉ? Lẩu mắm. Ờ rất là mỏng, rất là nhiều lẩu. Nãy giờ có chị cái thái mỏng thôi mà chị thái hơi dài rồi. Ừ. Nên là cái này chắc là mình phải dúng sơ thôi. Bởi vì lúc nãy ăn thấy nó hơi dai. Các bạn nên gọi màu Mỹ, ba chỉ Mỹ thì nó sẽ hợp với lẩu hơn. Nhưng tại vì cái lúc mà mình mua lại hết ba chỉ Mỹ rồi. Hay là nó chỉ có màu xương cái này thôi, mình đã nói là đi chợ không có gì hết trơn á, đi chợ. Không có mua được cái gì hết. Chút món à. Chỉ có từng đó thôi. Đó, chị quên chị nói vậy đó. Đi quay cái hồ con rùa với cuội. Xong rồi đến cái món bắp xào ấy mày ăn rồi đúng không, mày biết mà. Ngon. Người ta đang có một nồi đúng không, một cái nồi bắp. Xong cô lấy nguyên một cái gáo hành. Rất là nhiều hành cũng. Trời ơi, mình đã nhìn này, mình đã nhìn, ô bắp ngon quá.
chưa được một giây chả có bật một cái gì nè. Có chưa kịp hỏi mày tức là mày gan hành không luôn á. Xong rồi chị đương nhiên, chị đương nhiên rồi. Khi mà bấm xong cái mày xong rồi kiểu mặt mình ngay cái nồi đấy mà. Ủa có không bắt ảnh nữa hả? Không đăng được. Không đăng được. Trời ơi, em vừa ăn vừa quay. Ăn nữa không? Quay để cho ăn cả ngày mất. Thôi và video của tụi mình đến đây là kết thúc. Và bây giờ tụi mình sẽ đổ thêm nước để Quỳnh Chi ăn đến tối. Đó, và nếu lần sau các bạn muốn tụi mình làm thêm những số bụng không đáy gì thì nhớ để lại bình luận cho tụi mình biết ở phía dưới. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh X Channel cũng như là bụng không đáy để ủng hộ cho bọn mình. Ok, bye bye. Không ra gì nữa nhé, bye bye. Kinh nghiệm nữa, bye bye.